Cha tôi, kỹ sư Homer Mercado, đã biến SM Transport trở thành một trong những công ty xe bus lớn nhất cả nước. Và ông đã làm được điều này với sự trợ giúp của rất nhiều nhân viên trong công ty, đặc biệt là những nhân viên bảo trì đáng tin cậy, những người thực sự chăm sóc cho xe bus của chúng tôi. Chính vì vậy, chúng tôi luôn tìm kiếm những sản phẩm giúp nâng cao hiệu suất động cơ. Để thực hiện điều này, chúng tôi đã tìm đến loại nhớt Delo 400 MGX. Ai cũng nghĩ rằng chạy xe bus đường dài sẽ dẫn đến mài mòn động cơ nhanh. Nhưng thực tế, động cơ mài mòn nhanh hơn nếu đi trong thành phố với mật độ giao thông lớn, khiến cho xe bus phải dừng lại liên tục, gây ra hư tổn cho động cơ. Nhất Delo 400MGX chính là một giải pháp hiệu quả. Với Delo 400MGX, động cơ được bảo vệ vì việc hình thành cặn bám được giảm thiểu, dầu không bị quánh lại nên bộ lọc không bị tắc, và động cơ cũng được bảo vệ chống mài mòn hiệu quả. SM Transport mới khởi động kinh doanh tuyến đường dài liên tỉnh, nên bên cạnh những xe bus nội thành thường xuyên, chúng tôi cũng có các xe bus chạy tuyến liên tỉnh. Ngày càng nhiều người đã tin tưởng vào hình thức này của chúng tôi làm phương tiện di chuyển đi làm hàng ngày. Chúng tôi luôn phải giữ cho xe bus của mình ở trạng thái tốt nhất, giảm thời gian ngưng nghỉ cho việc sửa chữa và thay dầu, tăng thời gian phục vụ hành khách. Delo 400MGX giúp chúng tôi làm được điều này khi kéo dài định kỳ thay dầu từ 15.000 km lên 25.000 km. Và đó chưa phải là điều tuyệt vời nhất. Trong suốt thời gian hoạt động, mài mòn của các chi tiết động cơ được giảm đến mức tối thiểu, cho thấy Delo 400MGX đem lại sự bảo vệ chống mài mòn vượt trội. Và chúng tôi có thể tiết kiệm rất nhiều về chi phí tồn kho vì có thể sử dụng Delo 400MGX cho cả xe bus cũ và mới. Chúng tôi đã tiết kiệm được rất nhiều khi sử dụng Delo 400MGX và dự đoán có thể tiết kiệm 8 triệu peso mỗi năm. Với nhất Delo 400 Multigrade, chúng tôi đã rất ấn tượng rồi. Giờ đây với Delo 400MGX, chúng tôi thậm chí còn hài lòng hơn vì thực sự cảm nhận được sự cải thiện với động cơ xe bus. Cha tôi, kỹ sư Homer và tất cả chúng tôi tại SM Transport đã rất hài lòng khi hợp tác với Cantech Delo những năm qua, và chúng tôi chưa bao giờ hài lòng như bây giờ với Delo 400MGX. Chúng tôi rất ấn tượng với Delo Effect.